Xin chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trong video tiếp theo mình. Hiện tại thì 4 anh em mình đã có mặt tại Hà Giang nhé bạn. Và vị trí mà anh em mình đang đứng ngày hôm nay chính là thôn Hạ Thành, xã Phương Độ, thành phố Hà Giang. Đây cũng chính là nơi mà anh em mình thường xuyên có những bữa ăn cũng như là những clip rất là hay trong những năm vừa qua các bạn. Và hôm nay thì mình tới đây để có một bữa tối dừng chân tại thành phố Hà Giang trước khi ngày mai mình lên trên Đồng Văn. Thì phải nói là ngày hôm nay mình có một cái hành trình cũng khá là xa, từ Hà Nội mà lên tới thành phố Hà Giang này là từ sáng tới chiều. Và bây giờ đã là 5 giờ chiều các bạn. Và lẽ ra là mình sẽ có sự đón tiếp của anh Nguyễn Tất Thắng, nhưng mà do là anh Thắng hiện tại đang ở Đồng Văn, ngày mai mình mới gặp, nên là bây giờ anh em mình sẽ cùng với tất cả các bạn đi khám phá xung quanh làng một chút trước khi mình có một cái bữa tối rất là ngon do chính những nhân viên của anh Thắng chuẩn bị tại đây nha. Xin chào cả nhà nha. Thực sự là nghe cái tên là Hạ Thành đó các bạn, mình cũng cảm giác rất là gần gũi và thân thuộc, giống như là một ngôi nhà ở Đông Bắc mà một ngôi nhà ở Hà Giang. Thì về đây là cảm giác kiểu nhẹ nhàng. Mà từ lúc mà xe từ thành phố di chuyển vào đây thì Diễm cứ hỏi hoài, trời ơi mình lại trở về với Hà Giang rồi hả? Nó là một cái cảm xúc mà lần nào về đây em vậy, cảm giác rất là thoải mái, rất là nhẹ nhàng luôn các bạn ạ. Chắc là em phải hỏi anh Tú đầu tiên đi, tại vì anh Tú cũng là một người từng tới đây đúng không anh Tú? Anh tới đây là lần này là lần thứ tư rồi. Lần thứ tư. Và lần nào cũng thấy mình tới đây mình cũng cảm giác rất là háo hức, vì cái khung cảnh ở đây nó gọi là bình yên một cách mà thật sự luôn. Dạ. Rất là nhẹ nhàng mà khung cảnh nhàng. Xung quanh nó trong lành đúng không anh? Còn anh An này sao nha? Lần trước là mình sẽ đi cùng với anh Hải và anh An, nhưng mà lần này là chỉ có anh An thôi. Lần trước và nhiều lần trước nữa thì anh em mình cùng đều đồng hành cùng nhau. Tuy nhiên là cái điều đặc biệt lần này khi mà team của Phạm Dũng cũng như là mình đến với lại Hạ Thành này thì có điều đặc biệt hơn. Điều đặc biệt đấy chính là mùa này là mùa bà con mới cấy. Trước đây thì là Phạm Dũng đi với cả team là mùa lúa. Đấy, cũng lúc có thì thể đang là chỗ, đúng rồi. Lúc thì đang gặt đúng. Nhưng mà lần này là lúc mới cây lúa luôn. Mới cây lúa xong. Nhưng mà em nghĩ là chúng ta là nên cho anh An một tràng pháo tay. Tại vì sao là giống như là chào mừng anh An về với núi rừng đó. Địa bàn của anh An các bạn ạ. Thực sự là có nhiều nơi mà anh em mình đã đi trên khắp đất nước Việt Nam, nhưng mà khu vực thôn Hạ Thành này là một trong những nơi mà mình luôn muốn trở về nhất. Tại vì ở đây có nhiều bạn bè, nhiều người quen của mình, cũng như là cái khung cảnh thiên nhiên đây thì vô cùng tuyệt vời. Nó phù hợp để mình trải nghiệm, mình thoải mái khi mà tới với ngôi làng này các bạn. Thì bây giờ mình bắt đầu đi trải nghiệm một chút nha. Trước khi mà ăn tối. Các bạn biết sao không? Lần này thì em cảm giác giống như là mình được ăn ở hiền lành nên trời thương. Có nghĩa là khi mà Hà Nội đang những ngày vừa rồi là gọi là rét đậm luôn, thì mình về Hà Nội thì trời kiểu nắng ấm. Xong mình mới ở lên Hà Giang đợt này chết rồi, lạnh chết luôn. Nhưng mà lên trên này thì hôm qua hôm nay trời đã bắt đầu là ấm hai hơn 22 độ rồi các bạn ạ. Mà mình mặc áo cộc tay luôn này. Mà lúa người ta cấy đều quá ha. Tiết lộ với tất cả các bạn là tối qua là Phạm Dũng bị sốt, mà sốt rất nhiều năm rồi. Chưa từng sốt như vậy luôn. Run như là sốt rét ấy. Nhưng mà cũng phải mất vài tiếng để mình uống một cái liều thuốc do anh Tú và anh An đi mua về là nó mới bình ổn trở lại. Và rất là may khi mà hôm nay mình vẫn tiếp tục cái hành trình được. Chứ thực ra là anh Tú và anh An chắc là không biết là bạn Diễm nói là hay là về Sài Gòn đi nghỉ ngơi đi. Thấy Phạm Dũng sốt quá nên là lo. Diễm là cứ bảo thấy là tình hình nó ổn là cứ đòi về Sài Gòn thôi các bạn ơi. Nói chung là cái hiệu suất anh em mình làm việc nó cũng khá là cao. Cái thứ hai nữa là nhiệt độ nó thay đổi thất thường từ khi mà anh em mình di chuyển từ trong miền Trung ra tới miền Bắc là cái nhiệt độ nó hoàn toàn khác nhau rồi. Nên là Dũng cũng hơi mệt, nhưng mà tối hôm qua là anh em cố gắng làm sao mà động viên Dũng để hôm nay là khi mà anh em mình đặt chân tới đất Hà Giang này thì để ngắm một cái khung cảnh tuyệt vời ở nơi đây nữa. Cảm giác là nó xứng đáng sau khi mà mình đã từng nói trong một số clip gần đây thôi. Đó là đôi khi mình phải vượt qua những khó khăn, cả tưởng chừng như là mình muốn từ bỏ rồi, nhưng mà mình không từ bỏ thì sau đó mình sẽ được đền đáp lại một cái gì rất là xứng đáng. Bằng chứng là cái khung cảnh thiên nhiên ngày hôm nay này. Và cái điều quan trọng hơn nữa là quý khán giả của kênh Phạm Dũng luôn ủng hộ Phạm Dũng đấy, để anh em mình hành trình. Mà ôi, em anh Tú ơi, đây có cái dưa hay là cái gì ha? Cái này là dưa gan nha mọi người. Dưa chuột hay là dưa gan? Dưa gan á. Hình như là dưa chuột mà người ta không có làm giàn đó bạn Diễm. Vậy hả? Có quả không anh ơi? Đây này, đây đây quả đây. Có quả rất nhiều rồi. Dưa chuột đấy mà không làm giàn. Mọi người thấy Phạm Dũng nhìn rất là nhanh không? Nhưng mà người ta trồng tốt ha, bông rất là nhiều luôn nè. Nếu mà bình thường mọi người nhìn một cái dây như thế này dưới đất thì cứ nghĩ là bầu bí. Đây 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 cái trái non đó nè. Đây trái non.
Cái này thì khoảng 5 ngày nữa quay lại nha. Hôm nay người ta trồng xà lách nữa này. Mà các bạn biết không? Đó là ngày hôm nay khi mà mình bắt đầu di chuyển lên tới khu vực kia này rồi, thì mình ăn cái rau sống á, nó giòn, nó ngọt mà cảm giác là nó khác hẳn so với các cái vùng khác luôn anh Tú à. Ăn cái rau nó ngon lắm, đặc biệt là cái xà lách. Cái bờ ruộng này là khi ra Tết này anh cũng đến đây đấy. Bây giờ lại quay lại đúng cái khoảng bờ đúng ruộng này luôn anh. Cái đợt đấy là anh chở mấy cô chú là từ bên Mỹ về, thì anh cũng đưa đến nghỉ ngơi ăn uống tại làng Hạ Thành. Rồi anh biết em, anh không biết anh Tú với anh An sao nha, mà em cực kỳ với ruộng lúa ở Hạ Thành, ở một cái chỗ là rất là nhiều những cái tảng đá đấy, trồng ở dưới ruộng, cho nên là khi mà lúa mà chín vàng ươm á, mọi người lên tảng đá ngồi chụp hình rất là đẹp luôn. Phía bên kia thì những ruộng lúa này mình nghĩ là đã cấy được khoảng 1 tuần tới 10 ngày rồi, nhưng mà phía bên này này, phía bên này thì cảm giác là mới có mấy ngày thôi. Chính xác, chúng đoán chính xác. Dạ. Đây, anh Dũng với mọi người đoán đi xem là cái này, cái khung cảnh này nên thơ quá này. Đây này, người nhiều loại, xong rồi có cái nước này. Cái điều đặc biệt của thôn này là xung quanh là những dãy núi rất là cao, và đi lên trên nữa là có những bản làng, những ruộng bậc thang mà nổi tiếng của thành phố Hà Giang luôn. Chính vì vậy mà cái nguồn nước ở đây này là nước núi như các bạn chảy về, rất là trong sạch luôn, mát. Đây, phía trên là vườn rau, ao cá, rồi những dãy núi. Bỏ công anh em mình đi anh Tú à. Đúng rồi, các chàng trai đáng ra là chiều chiều phải dẫn bạn gái ra ngồi mỏp đá để thổi sáo thì nó mới đẹp đúng không? Mình tán cái là một tảng đá nào đi. Tán cái là dính luôn. Đúng rồi. Chiều chiều hoặc là đêm gió mát trăng thanh ra đây rồi bắt đầu là dẫn bạn gái ra đây rồi. Đây, thổi sáo. Ra đây này. Ra khu vực ở ngoài này này, có đường đi này. Đây. Mọi người cẩn thận nha, lọt xuống ruộng đó là xong đó. Hôm anh đi lên đây là cũng bắt đầu cấy lúa, Dũng đoán là chính xác là tầm 10 ngày cho đến 15 ngày. À, thời điểm mà chính xác là đang cây lúa. Mọi người đi cẩn thận nha. Diễm đi cẩn thận nha. Cẩn thận. Giống qua cầu khỉ ở quê em không? Cầu khỉ nó còn ác liệt hơn. Đây đi đường em dẫn đoàn nha. Ok. Mời đoàn mình di chuyển về phía thế này nha. Đây giống hơn một chút. Mọi người từ từ thôi. Đây giống như kiểu đi cây cầu dừa ấy. Những cái bờ ruộng này là mới á, nên là nó rất là mềm. Nên là người ta phải đặt những tấm ván này để di chuyển cho cái bờ nó an toàn, nó không bị bể. Nhưng mà ở ngoài này em cảm giác mọi người trồng cái gì nó cũng tốt. Nọc bí bự quá trời luôn. Bí bầu, mỗi thứ một chút nhưng mà nó sạch. Anh đi tưới cây cho cô nhé. Anh em cứ đi khám phá đi. Bây giờ đi kiếm nước ở đâu đi. Nước bây giờ khó múc rồi. Bên này mà múc tí nước ở ruộng đi, đi tưới cây. Cô, nhà cô có con gái đã rồi. Mà những cái rau này mới là sạch anh Tú à. Đúng rồi. Trồng mà có một vài bụi thôi. Ngày xưa mình đi bộ đội mình tưới mà. Tưới luống hành này hay nhất. Thì kiểu gì là hành này cũng cung cấp cho chỗ Hạ Thành quán để gọi là làm món thịt rang cháy cạnh chẳng hạn ấy. Thì nó cũng hợp lý. Đấy, các bạn thấy Tú là vẫn quen nghề đúng không? Múc nước này nhiều rêu quá nó bị tắc rồi. Tưới được mấy đường cơ bản nó tắc rồi. Đây có tỏi Lý Sơn nữa này. Đâu? Này, tưới tỏi Lý Sơn này này. Rồi, rồi, tỏi Lý Sơn nữa bạn Diễm. Tỏi Diễm thôi vui thôi như các bạn. Hôm nay thì rất là nhiều cô chú anh chị hỏi Diễm là cái tỏi Lý Sơn nó về cửa hàng chưa, thì thông báo với cả nhà là tỏi Lý Sơn thì phải chắc là phải cuối tháng nha các bạn. Cuối tháng thì mới có. Với kinh nghiệm mà mình đi ra thu hoạch ở ngoài tỏi Lý Sơn thì tỏi này là chưa thu hoạch được nha các bạn. Cộng nó còn khá là tốt này, dày. Cái này thì xào là ngon. Đấy, mỗi nhà là có một chút hành, một chút tỏi thôi. Đấy. Thịt treo các bếp xào vào là hết bài luôn đấy. Đúng rồi. Anh ơi, tưới thôi chứ đừng có tối đi ra nhổ. Kiểu biết chỗ. Kiểu đánh dấu khu vực này mình tưới là... Làm sao mà lên được những hòn đá bên kia ha? Đây em. Anh đi được. Ơi, giời ơi. Cái này là quá dễ luôn. Cái này có đỗ cái gì khó hơn đi. Ôi trời, thế hai anh đi đi. Thực ra thì Diễm hôm nay đi sẽ hơi cao thôi, chứ còn bình thường Diễm đi qua đây qua một cách quá đơn giản luôn. Đúng rồi. Chuyện nhỏ bạn Diễm vẫn muốn thử à? Bỏ dép thôi. Bỏ dép ra. Ồ đấy. Chuyện gì khó là mình mới nghĩ cách các bạn ạ. Quá tuyệt vời luôn. Bây giờ em không cần luôn này. Không cần. Anh đi ra đi. Ok. Xem là nội công thâm hậu đến đâu rồi. Ok. Nhưng mà anh em mình cũng phải dự phòng. À được. Bạn Diễm giỏi quá. Nhưng mà dốc ấy.
Anh Dũng chắc không qua được đâu. Đúng mình là qua được nhé. Này ngồi với người yêu trò chuyện đây. Đây. Cố lên. Nếu chỗ này mà tối mà có trăng ra đây ngồi chơi anh Tú à. Anh thấy là nằm ở tảng đá này này ngắm trăng được này. Cực kỳ đẹp luôn. Nếu hòn đá này nó bằng bằng chút mà mang một cái gì ra đây nhậu nữa thì đúng rồi. Em vừa nghĩ là với khung cảnh này thì tối chàng trai ngồi kiểu thổi một bài sáo xong hỏi là hôm nay em đi cấy có mệt không. Rồi, thổi bài bài. Tí cung tù một tí cung tù. Là bài đấy nghĩa là gì ạ? Bài đấy của người Mông đấy. Bài đấy em nghe nói dễ chia tay lắm. Nhưng mà lại lãng mạn tí chứ. Hà Thành Quán thì em được biết là rất là nhiều bà con người Tày ấy. Bây giờ anh bảo thổi sáo người Mông là dễ chia tay lắm. Em bảo thôi trả dép cho em đi về. Nhưng mà đúng là những cái ruộng ở đây nó hơi bé anh Tú à. Tại vì nhiều đá quá. Nhưng mà bà con mình vẫn tận dụng để cấy lúa. Với lại là không bằng phẳng ấy rồi. Cho nên là họ làm thành cái ô nhỏ 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 thôi. Mà ở đây bà con mình còn có một cái giống lúa, đó là lúa nếp cái hoa vàng à. Rất là nổi tiếng nha. Phải ngắt từng bông một. Anh khi mà thu hoạch to này là lúa nếp đấy Dũng nhỉ? Có thể là lúa nếp ấy. Tại vì em nhớ không nhầm là những cái ruộng mà bé bé này khả năng trồng lúa nếp rất là cao. À, xung quanh đây còn có dãy núi Tây Công Lĩnh nữa này, là có những cái đặc sản như là trà sang tiết cổ thụ hay là những cái loại thảo dược mà các bạn biết là trong thời gian qua là Diệm cũng phân phối là cái khấu về làng ấy. Ngày hôm nay là riêng tại thành phố Hồ Chí Minh nha, là mình đi đơn là 15 gói rượu lớn. Ngày hôm nay. Ngày hôm nay gói nhỏ thì chỉ khoảng 4-5 gói thôi, nhưng riêng không biết là ngày hôm nay sao mà trùng hợp cái là em về, ngày em về Hà Giang thì hôm nay là đơn mà cái rượu khấu về làng mà gói lớn, mà các bạn biết gói lớn là cái gói đặc biệt 5 thang mà 1 triệu 9 một thang lận mà mình bán. Dạ, em tiết lộ với tất cả anh Tú và anh An và đặc biệt là tất cả khán giả một cái tin hơi chấn động á, là hồi nãy có một khán giả vừa chuyển nhầm cho bạn Diễm. Mua 2 triệu rưỡi. Nhưng mà anh đoán là chuyển nhầm bao nhiêu không? Anh đoán là chả chuyển nhầm 25 triệu thì 25. Anh cũng gặp cái tình huống như thế. Mua ví dụ như là mua hết 1 triệu thì khán giả chuyển 10 triệu, anh hay gặp tình huống là chuyển như thế. Anh nghĩ cũng chỉ 25 triệu thôi. Không. 2 triệu rưỡi nhưng mà chuyển nhầm 25 đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà thực tế là gấp 10 lần như vậy. 250 triệu. Khách mua này chia sẻ thử với các bạn thôi, là khách mua 2 ký của hũ dừa và thêm một hũ chẩm chéo nữa là 2 triệu rưỡi. Rồi. Thì khách chuyển 250 triệu. Và chị bảo là chị không biết làm sao mà chị chụp cái số dư của cho mình, thì chị này cũng khá là gia, số dư của chị là cũng 800-900 triệu còn lại á. Cho nên là nhiều quá nó trong giây phút nhanh quá là chị đã bấm thì chị cũng sợ, chị cũng sợ là không biết là mình kiểu khó dễ gì không ấy. Có khi là nổi lòng tham đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà rất là may mắn là bạn Diễm đã chuyển lại rồi, ngay lập tức rồi. Trong vòng chưa tới một phút là mình đã xử lý là chuyển lại cho chị là 247.500.000. Tại vì đơn của chị là có 2 triệu rưỡi thôi. Nhưng mà hy vọng rằng mọi người chuyển tiền thì hết sức lưu ý nha. Chụp lại cái bill đó. Ánh cua đợt vừa rồi là chuyển nhầm một số tiền rất là lớn. Khoảng hơn 100 ha. 100 triệu nhưng mà lại là nếu như vào rơi vào tài khoản cá nhân ấy thì mình biết nhau thì dễ nha, nhưng mà không biết nhau là rất là khó. May đợt vừa rồi là anh cua chuyển lại thông qua là có cái công ty nên là tìm ra được địa chỉ công ty để liên hệ ấy. Nói chung là rất là nhiều thời gian và công sức, thậm chí là phải nhờ tới cơ quan chức năng thì mới lấy lại được số tiền đó. Nhưng mà ngày hôm nay rất là may mắn cho vị khách hàng cũng là khán giả kênh Phạm Dũng chuyển nhầm một số tiền khá là lớn nhưng mà lấy lại trong tích tắc luôn. Sẵn đứng đây thì nhân cái câu chuyện này thì Diễm cũng rất là cảm ơn tất cả khán giả của kênh Phạm Dũng. Tại vì thật sự luôn là mình cảm thấy luôn vui, và Diễm khi mà nói về mọi người việc bán hàng á, Diễm luôn tự hào về những khán giả của mình. Tại vì mọi người mua hàng ủng hộ Diễm rất là nhiều luôn. Thì cảm ơn mọi người rất nhiều. Bây giờ mình đi vào bên trong làng đi. Phải nói là với cái khung cảnh này thì thực sự là đôi khi mình thích đứng đây để nói chuyện, thích đứng đây để ngửi cái không khí trong lành này, rất là mát. Đúng. Tiếng chim hót rồi. Hi. Tiếng nước chảy nữa. Bây giờ Diễm đi trước. Anh em mình ba người mặc áo đen luôn à? Ba người mặc áo đen luôn. Ôi nhà không có phát hiện ra ai nói gì đâu. Hôm nay là mình mới phát hiện ra là ở trong ngôi làng này lại có một cái rừng. Cái này là cây cây luồng ha. Cây luồng này anh An gọi cây gì? Đây. Cây gì đây chú? Cây luồng đấy. Có phải là chứ người địa phương hỏi mình chính xác. Gà nướng ống tre Sài Gòn rồi lấy dạng cây này không anh Dũng? Dạng cây này. Ở Sài Gòn có cái này không? Dạ có món gà nướng ống tre thì họ nhồi vào trong cái ống cây to này. Thế à? Dạ. À. Nhưng mà chú nghĩ là Sài Gòn không có cái này đâu. Không người ta mua ống về mua để làm. Thế cháu ở Sài Gòn à? Con ở Sài Gòn ạ. Sài Gòn ở quận nào?
Con ở quận Tân Phú. À Tân Phú à? Dạ. Thế ngày xưa chú ở Gò Vấp chú cũng thấy cái này đâu. Dạ, dạ cảm ơn chú. Nhưng mà cây này lớn à. Ừ. Cái này mà nó ra măng anh chú. Ừ. Là măng siêu to luôn á. Mình nhớ nếu mà không nhầm thì cái dạng này có dạng ống nó còn bự hơn nữa ấy. Không, anh cũng gặp loại này anh thấy là khá là to rồi đấy. Ừ. Nó phải tùy từng búi ấy, búi nào mà nó lên ít thì nó sẽ to. Đây như cái búi này này, rất là to luôn. Anh Tú có nghĩ là nếu như trong làng mà có một cái chương trình gì đó riêng cho cái vườn tre này, vườn luồng này, thì nó sẽ trở thành một cái điểm rất là đặc biệt ở trong làng. Đúng rồi, nếu mà giả sử như là trồng thành nguyên một cái rừng ấy, là để cho người ta đi chụp ảnh check in nó nhiều hơn nữa, dày dặn hơn nữa thì nó sẽ đẹp hơn là lác đác như thế này. Cơ bản như này đã rất là đẹp rồi, nhưng mà hiện tại nó chỉ là trong xóm, trong làng thôi, không ai để ý. Nhưng mà nếu mà mình làm gọn gàng và nó đẹp thêm một chút nữa sẽ trở thành một cái địa điểm check in chụp hình rất là đẹp trong làng. Giống như cái này là làm kiểu phim trường, phim kiếm hiệp ấy, bay bay từ cái ngọn tre xuống. Ơ, sao bị nhốt nhiều vậy? Xin chào. Ấy, hôm nay không có hải đây. Đây ra, đây là lý do nó bị nhốt. Quá không dữ. À, nhớ bạn Tí ở cửa hàng bạn Diễm ha. À, đừng có lùa bà nha. Ồ. Bà nó cụt đuôi đấy. Đây này. Ok. Ui trời ơi. Các bạn mà tới cửa hàng Lan Diệu là cũng có một bạn tên là Tí nha các bạn. Bạn đó là cũng rất là đanh đá luôn. Tí là anh vào bao lâu nay rồi mà anh không dám thờ vào Tí luôn. Có một cái gọi là cái biệt phủ đẹp quá kìa. Đứng bên này là Diệu. Wow, đứng từ trong này mình nhìn ra một cái khoảng xanh bao la. Nó rất là đẹp anh Tú à. Đúng rồi, đây này, có một mình ngôi nhà đấy, nhà của chú luôn nè. Anh gọi đây là gọi là biệt phủ nằm ở giữa thiên nhiên. Ủa giữa ơi, cánh đồng luôn. Có mấy cái bắp cải luôn cả. Ôi trời ơi. Ôi trời ơi, đẹp đẹp bất ngờ luôn đấy. À trong làng này là còn có cả nuôi cá bỗng nhỉ? Dạ đúng rồi. Nhưng mà ao này không có này. Làng này là nổi tiếng về cá bỗng mà. Vì là nước là lấy từ trên. Các bạn nhìn này. Những ruộng lúa này chắc là cũng mới cấy xong mấy hôm thôi. Nhưng mà nhìn nó ngăn nắp, ngay hàng thẳng lối, xanh và có một cái phản chiếu của nước rất là đẹp. Ôi, hít thở không khí trong lành đi. Dũng nhìn thấy dãy núi bên kia nhìn giống như kiểu là một cái bức tường thành ấy nhỉ. Nó bao quanh luôn là cái khu vực làng này luôn. Xung quanh cái ngôi làng này là mình nhìn hầu như là toàn là núi luôn, nhìn rất là đẹp. Đẹp quá. Đây, mình đi ra ngôi nhà giữa đi. Anh An có quen không? Ở đây thì anh đã ra ngôi nhà đấy khi nào chưa? Bên này nè các bạn, những dãy núi rất là cao này. Tổ tài ngoại giao ra ngoại giao xem mà còn nhà thì chưa. Nhưng mà trước khi vào thì em ăn cái này đi. Đây, ăn đi. Thực sự là đứng giữa cái khung cảnh này là Phạm Dũng gần như là lấy lại sức khỏe 100% mà anh Tú. Không quá. Hề cảm giác một cái gì mệt mỏi nữa. Dũng xem cái ngôi nhà trong kia kìa, mình nhìn vào góc trong kia có một cái ngôi nhà đấy. Làm ở bên sườn núi có những cái cây cỏ phía sau. Rất là đẹp. Đẹp chưa? Lên thơ đấy. Anh khi lần đầu tiên mà bước đến ngôi làng này là cũng vào cái dịp mà lúa đang xanh ấy. Anh rất là trầm trồ luôn. Đấy nên là khi mà tới với thành phố Hà Giang là các bạn cũng có thể trải nghiệm rất là nhiều điều tuyệt vời ở trong thôn Hạ Thành này. Mà kể từ sau cái lần đầu tiên đấy đến với làng Hạ Thành là lần nào anh đến Hà Giang anh cũng dừng chân ngủ lại tại thành phố và đến đây để ăn uống, ngủ nghỉ và chơi ở trong này nữa. Rồi ngày mai mình mới bắt đầu hành trình lên Đồng Văn Mèo Vạc. Thì đó cũng là một cái lịch trình phù hợp. Đúng rồi. Hợp lý. Tại vì từ Hà Nội mình lên đây thì cũng phải mất cả ngày rồi. Mình vừa đi vừa nghỉ mà. Thì tối mình dừng chân ở đây. Nhưng mà nếu mà nói là so là một trong những cái thành phố mà đặc biệt thì chắc là phải bình chọn cái thành phố Hà Giang. Tại vì thành phố Hà Giang là vừa có kiểu nhà hiện đại này kia nha, nhưng mà sát bên vẫn là những cái nếp sống của bà con đồng bào của mình này ha. Xong rồi có những cái ruộng bậc thang này, nói chung là tuyệt vời các bạn ạ. Không khí thì trong lành. Năm ngoái anh em mình đi Hoàng Su Phì đúng nhỉ? Đứng dãy ruộng bậc thang đẹp tuyệt vời. Ngoài ra thì có cao nguyên đá Đồng Văn, rồi là đèo, rồi là sông. Nói chung là hội tụ đầy đủ. Hoàng Su Phì là nơi mà rớt hai cái bể bước chân. anh nhắc đến nỗi đau của chiến mã của Dũng rồi đấy. Không, nhưng mà ở đây có cái dãy núi răng cưa rất là hay ha. Đấy. Dãy từ Linh đấy. Mà có cái câu là Diễm nghe nhất Su Phì nhìn Bắc Mê.
là đường hư anh, cái đường mà xấu ấy. Nhưng mà mọi người có nghĩ là đi vào trong ngôi nhà này sẽ gặp là đang nấu nướng món gì đó không? Anh An vào trước ngoài ra xin bác cho quay. Chào chú nhé. Chú ấy vừa đi về cũng là chú. À, tất cả mọi người đều ở trong làng hết. Nhưng mà riêng có một ngôi nhà này nằm ở giữa đồng luôn các bạn. Không, chú ơi, có cái khung cảnh xung quanh thơ mộng lắm chú ạ. Chú đang làm gì đây? Ba chị gác bếp kìa. Coi chú. Cho con xem cái thịt gác bếp một chút cho chú. Nhà mình là vẫn nấu ăn ở đây hả chú? Đấy. Gác bếp này. Có cả lạp sườn luôn này. Lạp sườn rồi thịt gác bếp. Mà cái này chắc là cũng mới treo gần đây thôi. Người ta có thể là treo ở đây cả năm trời. Và khi nào cần dùng thì dùng. Toàn lạp sườn này kinh khủng quá chú. Lạp sườn này. Cái này bây giờ xào củ dừa. Củ dừa với vừa nãy có tỏi đấy. Ôi. À đậu phộng gác bếp. Đậu phộng gác bếp này. Cho nên là Diễm cũng rất là vui khi thời gian qua thì Diễm cũng đã phân phối cái loại ba chỉ gác bếp với lại lạp sườn gác bếp này. Hiện tại thì các bạn muốn tìm hiểu hoặc muốn ăn thử cái này thì ở cửa hàng Phan Diễm là đang có nha các bạn. Loại này thì 600 ngàn ký. Cái này anh thích ăn xào với cả rau cải mèo nữa. Ngon lắm. Ngon lắm. Chú vừa mới đi làm đồng về hả chú? Chú. Nhà này chú có bán không? Cháu mua, cháu chuyển lên đây ở. Chú có bán không? Ôi bán thì chỗ nào ở. Nhưng mà chú chê bảo nhà cũng kỹ thì cháu thấy thích ở như thế này đấy. Nhà chú là đẹp lắm luôn đấy, tại vì nằm giữa đồng luôn. Mà xung quanh cái ruộng bậc thang khá là đẹp. Chú có biết là cái view này là cả thế giới người ta cũng phải ngưỡng mộ không? Nhưng mà chú ơi, hồi Tết này cây đào này nở chắc là cũng khủng khiếp lắm chú hả? Ừ, bây giờ để sắp sai quả rồi. Dạ. Sai quả bằng ngón tay rồi này. Cây đào này là bây giờ hiện tại là hết hoa rồi nhưng mà Tết là đúng nở đẹp luôn. Tại vì dưới một cái mái tranh, mái lá này, rồi giữa đồng nữa. Nhưng mà mọi người có cùng quan điểm với Diễm không nha? Nếu như ngày Tết ở đây nha, xong rồi làm một nắm soi ngồi đây này. Đó, ngồi đây xong nhìn ra hoa đào nè hả. Trời ơi, xong rồi ruộng ruộng lúa mênh mông rồi đây có một cái giếng nước, cái ao nhỏ nhỏ để ngồi nè. Ao này có nhiều cá không chú? Mà tại sao bạn Diễm lại liên tưởng tới nắm xôi mà không phải là cái ly trà hay cái gì? Ly cà phê. Tại vì đặc trưng của bà con đồng bào Tây Bắc của mình ấy là ở đây trồng cái xôi rất là ngon. Diễm đi ra trồng ngoài cái này nếp. Lúa nếp thì Diễm hay gọi trong Nam, Diễm hay gọi là xôi. Xôi ngũ sắc này kia đó các bạn. Thì nói chung là cái hạt nếp ở ngoài này ăn cực kỳ ngon luôn. Nên là ngồi đây mà làm nắm xôi nữa là hết sảy. Anh này anh chỉ mơ ước là ngồi với một ly trà đấy. Đây, mình sáng đi ra ăn xong nắm xôi thì có thêm tách trà nữa. Nhưng mà nhà chú là có cái bậc đá rồi gỗ này dưới cầu ao rất là sạch đẹp luôn này. Này. Hay quá. Ôi ơi, cây hoa hồng mà trồng ở giữa hồ nữa chứ. Đây, nên thơ chưa? Cá luôn này. Có cái đường kia đi vòng được cái chiếc. Em nghĩ là mọi người đi ra đường này này. Đi, mình đi. Là nhà chú cực kỳ sạch sẽ luôn các bạn. Rất sạch. Chú phải nói là một người mình phải nói đúng là nông dân thuần túy luôn. Nhưng mà giữ cái môi trường xung quanh nhà này, rồi vệ sinh nhà cửa này vô cùng sạch sẽ luôn. Anh ơi, tới mức này mình gọi là ngồng cải đúng không? Ô, có hoa cải. À, hoa của bông cải này. Cái này mà chú bán ngồng cải. Cái này nhúng lẩu cũng rất là ngon này. Mà xào cũng rất ngon luôn. Ngồng cải này. Bắt đầu mới là ra hoa rồi đấy. Nói vậy chứ nhà này gió thổi trong lành chắc quá. Là đắt tiền lắm anh ạ. Bây giờ chỉ cần một tô mì gói thôi, đứng đây rồi ăn rồi ngắm cái khung cảnh này cũng tuyệt vời nữa. Tô mì gói ở đây có ít hành nữa này. Góc này nhìn vào đẹp quá. Cái ao này chú rất nhiều cá bỗng luôn đấy. Có cả ổi nữa kìa, cây chanh nữa. Cái ao này. Cái này có phải lá dong không anh? Lá dong đây. Bạn Diễm chưa nhìn thấy cây lá dong à? Không, mình thấy rồi nhưng mà cái lá này thấy nó thẳng quá. Hơi già đấy. Lá dong già ấy. Hơi già rồi. Có hàng rau ngót nữa này. Trời ơi, cái này nấu với thịt băm thì ngon lắm ấy. Trời ơi. Canh rau ngót thịt băm. Đủ thứ là trong nhà đều có nhá. Đây, dưa leo rồi lá dong cũng khác cái chải cà le này. Đây, mình xem cái lá dong đi. Có thể là có nhiều bạn chưa nhìn thấy cái vườn dong ở quê đâu. Đây. Lá dong này thì hình như là nếu mà dùng để kẹp để nướng các loại thịt ngoài này này, rồi dùng bà con hay dùng để gói xôi này, hoặc là không là có thể làm những cái món nướng ba bỉnh tộp này kia, thì có dùng lá không anh An hả? Có. Dạ. Rồi đặc biệt là gói bánh chưng. Bánh chưng. Hay ha. Đây, lá dong này là già rồi, tại vì Tết người ta đã hái những lá non rồi. Ra Tết là những lá già này thôi. Hay quá. Này, ha.
Trên kia là cửa sổ nhà kìa. Nhà của chú là mình nghĩ là phải bầu chọn là một trong những ngôi nhà đẹp nhất làng. Đẹp và sạch nhất Hà Giang. Vì là cái xung quanh đây là toàn là đồng lúa thôi. Mà em cảm giác là chú cũng trồng khá là đa dạng các loại rau đấy. Xung quanh nhà là đầy đủ luôn. Đây, bắp cải này chú ơi. Vườn rau này. Dưa leo. Bí, bắp cải, dưa. Đầy đủ. Ngoài này ra cái góc này này. Ngồi đây ăn xôi cũng được này Diễm này. Bây giờ làm ăn xôi ngắm ra núi này. Ôi. Nhưng mà bà con ở trên này trồng tỏi cũng nhiều ha. Ừ. Đây này. À trên này em thấy là bây giờ đang có một cái loại đặc sản nữa đó anh Dũng. Là cái tỏi đen. Tỏi đen á? Ờ, tỏi nó hơi kiểu cái củ nó hơi lột ra vẫn trắng nghe, nhưng mà cái vỏ ấy nó hơi kiểu nâu nâu một tí. Này, củ to chưa? Này chưa. Cây to, củ rất to luôn. Củ to. Ừ, tỏ là ở ngoài này mà tốt đất. Ui, vẫn còn một ngôi nhà nữa. Ồ, phía này. Đúng rồi. Thực sự là gặp cái khung cảnh này là xua tan mệt mỏi, xua tan ốm đau, xua tan mọi cái lo âu các bạn ạ. Với một cái view được sau lưng nha, không có một cái gì mà gọi là nó cản trở phía sau cả. Đây, anh quay giùm em cái shot nha, có gì anh đang quay đấy. Chưa chờ để em quay lại. Để anh đi lùi luôn nhá. Hay là thế nào? Rồi, ok. Mà lùi này anh sợ rơi xuống ruộng. Nếu là phải nhảy. Nếu phải nhảy có được một số phim đẹp nhưng mà anh cứ lọt đi. Lọt xuống ruộng. Thôi chụp ảnh đi. Anh thấy đẹp lắm. Đứng đây. Chỗ này có cái view gọi là tuyệt đẹp luôn đấy. Triệu đô đấy. Đúng rồi đấy. Để gọi là mua rất nhiều tiền mua được cái view này. Quá đẹp luôn. Phải nói là ruộng đồng ở đây là bà con mình làm gọn gàng lắm. Các cái bờ ruộng mà mình đi như là đi một cái con đường để đi dạo đi chơi vẫn được. Ở bên đó bắt cá hay là đi cấy thôi hả? Cấy đó, chú ấy đang vớt bèo. À, vớt bèo. Ừ. Vớt bèo cho cá. Có khi mình đi vòng nhà kia. Anh em mình đi ra ngoài này đi. Mà đúng là khi mà mình đi dạo mình khám phá làng này là mình vừa yêu làng hơn này, hiểu làng hơn này, rồi đặc biệt là đói bụng hơn nữa. Để mà nói mình khám phá thì mình vào nhìn một chút ở trong này, anh thấy có nhiều vịt lắm. Vịt à? À vịt ở làng Hà Thanh rất là nổi tiếng luôn đấy. Hà Giang hình như em nhớ không nhầm. Ở khu vực này là nổi tiếng với cái vịt cổ xanh nhá. Ở nhà hàng của anh Nguyễn Tất Thắng là có cái món vịt cổ xanh luộc á. Đây là có cả cây để ngâm sau này mang lên nhà làm nhà này. Ngan. Nó sẽ giúp cái gỗ nó chắc chắn hơn. Ngan, rất là nhiều luôn. Ở quê là hay ngâm gỗ, ngâm cây tre, cây luồng để làm nhà. Khi mà mình đã ngâm xong rồi thì nó sẽ không bị mối mọt nữa, mà cũng không bị mục nữa. Và ở đây là có một cái cây mà thực sự là khá là lâu rồi em không thấy cái cây này nó nở hoa. Đó là cây chanh nhá anh Dũng. Chanh hay bưởi? Cây này là hoa chanh đấy. Nhưng mà hình như là chanh lai. Ồ, đúng cây chanh thật, thơm nhỉ. Cái này có mấy con gà ha? Thế mình xin ít lá chanh luôn nhá. À đây hỏi khéo rồi. Mọi người có cái câu gì hoa chanh nở giữa vườn chanh? Không, anh chỉ có nhớ câu con gà cục đắc lá chanh. Con lợn ủn ỉn. Cái câu đấy là câu bài hát là hoa chanh nở giữa vườn chanh thầy u mình gì đó. Nhưng mà đẹp quá, đây thế này. À, cũng là cái duyên nhé các bạn, không phải là cái mùa nào mình đi ra vườn mình cũng gặp được hoa chanh đang nở đâu. Nhưng mà đây cũng là một cái kỷ niệm mà ai từng sống ở quê, đặc biệt là hồi bé, cách đây khoảng 10-20 năm thì rất là thích. Hay quá ha, may mắn là vào đây nhà chú, như loại gì cũng có luôn. Mà ngay cả cái cây chuối mà chú đang trồng cái này, nếu mà cái loại chuối già mà bạn Diễm hay gọi thì người ta sẽ không lấy thân để ăn. Nhưng mà riêng cái chuối này là đào lên lấy thân, lấy củ để nấu món ăn được. Không cần nhiều nhưng mà đều dùng để làm món ăn được các bạn. Cái củ là sẽ lấy làm món ăn, còn cái thân này là món ăn cho ngan, cho gà, cho vịt. Đấy. Làm nếu mà món ăn thì mình sẽ dùng những cây non như này. Cây non, những cây như này. Trong em là chỉ dùng một chú sim thôi. Chú này thì trong em là bảo là đắng. Bên này có cây bưởi, có hoa luôn. Đẹp quá. Đi, mình đi vào trong nhà đi. Nước ở đây là tự nhiên quá. Ở quê mà mọi ngóc ngách đều sạch sẽ như này thì phải nói là quá kỹ càng rồi. Mát không? Mát không nhỉ? Trả 10.000 nước. Trả 50.000 được luôn, nước này nó kiểu ủa. Mát lạnh luôn đấy. Tỉnh luôn đấy.
quá đã luôn. Nước ở đây khá là cạn nha, chỉ tới khoảng đầu gối mình thôi. Nhìn kỹ là mình thấy những con cá bỗng đang bơi đấy. Nước ở trong làng này khá sạch vì là họ sẽ là lưu sông thường xuyên ra ruộng trên xuống này. Đẹp quá. Anh em mình di chuyển về nhà hàng đi, bây giờ cũng là hơn 5 rưỡi rồi. Cảm ơn chú nhiều ạ. Đây này cây đào, em vẫn cứ ấn tượng cái mái nhà này với cái đào này. Nắm xôi. Anh thích góc ruộng để nhìn có view ra núi. Anh là thích cái chỗ khu vực trong kia. Ba chỉ gác bếp. Ba chỉ gác bếp. Chỗ nào góc nào cũng đẹp nhỉ. Bên này cũng nhìn. Mình xoay 360 độ là đều mỗi góc nó mỗi đẹp luôn. Góc trên này thì ra nhìn xuống núi bên này. Đây là bà con lấy củi về này. Bây giờ anh em mình sẽ di chuyển về nhà hàng của anh Nguyễn Tất Thắng để ăn tối nha. Như mình nói đầu clip thì mặc dù đang bận công việc ở trên Đồng Văn, nhưng mà các anh chị nhân viên ở nhà hàng Hạ Thành Quán của anh Thắng thì vẫn chuẩn bị được một mâm cơm rất là thịnh soạn để anh em mình cùng thưởng thức trên kênh Phạm Dũng. Đây, sau khi một hồi mình đi khám phá thôn xong thì bây giờ mình sẽ về nhà hàng của anh Nguyễn Tất Thắng nha các bạn. Hạ Thành Quán, tinh hoa ẩm thực dân tộc Tày. Nhưng mà chủ quán thì chưa thấy đâu các bạn ạ. Chủ quán đang ở Đồng Văn rồi. Trên Đồng Văn rồi, đang bận đi leo núi. Giống như anh Dũng nói thì dù anh Thắng không có nhà nhưng mà anh Thắng đã gọi về để chuẩn bị bữa cơm rồi. Nhưng mà hôm nay mình sẽ còn gặp những nhân vật đặc biệt ở Hà Giang nữa nha các bạn. Chào anh Thành, chào anh Mạc Minh. Năm mới khỏe không? Khỏe. Ui ui, phải khỏe chứ. Nhưng mà bây giờ bắt tay chắc đi. Anh ơi, nhưng mà mọi người có thấy là hôm nay là so với đợt đi đám hỏi của em thì hôm nay anh Thành có vẻ kiểu là năm mới là ai cũng đẹp trai phong độ. Khỏe ra này, vợ chăm tốt, vợ chăm tốt. Tối nay thì anh em mình sẽ có một bữa ăn thân mật tại Hạ Thành Quán, thì các bạn cùng vào xem và tham quan nhà hàng của anh Thắng luôn nha. Em chào anh chị ạ. Chào các bạn nha. Đấy. Vào là cảm thấy rất là thoáng mà điểm à. Đây là cái không gian quen thuộc của mỗi khi mà anh em mình tới với Hạ Thành Quán. Anh Thắng chơi bonsai cũng nhiều quá ha. Chậu này mang về cửa hàng hải sản Phan Diễm được này, nhẹ. Để em chưa? Xin anh Thắng. Bây giờ mình sẽ nhờ đi hỏi xem là bàn của mình ở đâu nha các bạn, để chia sẻ với các bạn đặc sản của Hạ Thành Quán luôn. Mời tất cả bạn cùng thưởng thức bữa tối với anh em mình nha. Nhưng mà phải nói là cái mùi dĩa củ dừa xào mà dĩa mà rất là thơm luôn. Thơm ngon, mời bạn ăn nha. Các bạn ăn củ hủ dừa thì Hạ Thành Quán cũng có món củ hủ dừa xào với lại lòng mề hoặc là thịt của vịt củ xanh mà đặc sản ở Hạ Thành đấy anh. Nhưng mà em nói thật là cái củ hủ dừa mà hồi nãy đi với các bạn là nói xôi đấy. Thì đây. Câu được ước thấy. Rồi, câu được ước thấy luôn á. Dĩa xôi nhìn rất là ngon luôn. Nhưng mà đang đi chợ phiên á. Đẹp nhờ. Anh thấy anh chị em bên trong ra thích xôi này. Đúng rồi anh. Bắt mắt dẻo. Thơm à. Ngon. Mà trước khi ăn là phải xin chân thành cảm ơn các anh chị ở Hạ Thành Quán, và đặc biệt là anh Nguyễn Tất Thắng đã chuẩn bị một bữa ăn rất là thịnh soạn để tiếp đãi anh em luôn. Đó. Mà nhân đây là mình phải cảm ơn anh Thành cũng như anh Mạc Minh rất là nhiều, đặc biệt là anh Thành nhé. Là vừa rồi về tận Long An để đi đám hỏi của mình và bạn Diễm. Mà về cả hai vợ chồng nha, chứ không phải về một người đâu. Về ở chơi về là tính ra là cũng 2 ngày đó các bạn. Bỏ tay hết đó. Sau là phải ra đám cưới là sẽ các anh em là có cả thầy Mạc Minh đi vào nữa. Thì hôm nay là có rất là nhiều món ăn ngon luôn nè anh Dũng nè. Ở đây thì mình sẽ có một cái hai dĩa lớn nha các bạn. Vịt cổ xanh của Hạ Thành Quán để mình ăn món lẩu nha. Thì với vịt thì mình sẽ làm nhiều món, nhưng mà hôm nay mình ăn lẩu. Ngoài ra thì mình sẽ có một cái dĩa rau rừng xào cùng với rau bí luôn, hay là đu đủ ha. Bí hay sao? Cái này mình nhìn thôi giống đu đủ á. Không phải giớn lên ạ. Nói nhiều loại là đặc biệt. Đặc biệt là cá. Đó, cá bỗng. Cá bỗng. Cá bỗng mà làm gỏi. Đây gỏi cá bỗng này. Sắp đẹp quá ha. Đây là canh cá nữa này. Đây là gần giống với kiểu cá nướng. Cá bỗng nướng. Cá bỗng nướng. Cá bỗng nướng. Ăn với xôi cũng được. Dạ. Hôm nay ngồi đây trước khi ăn thì thầy ngồi đây có mấy chai rượu, thầy có phát biểu gì không thầy? Thầy Mạc Minh ạ. Rất là vui hôm nay được đón tiếp anh em Phạm Dũng, Thanh Diễm.
đến với Hạ Thành Quán mà mình cũng đem rượu kho với thành ra để anh em cùng nhau thưởng thức những rượu ngon. Chúc anh em Phạm Dũng, Hoàn Diễm có ra nhiều video hay. Dạ rồi. Nhưng mà bạn Dũng có để ý là hôm nay cái thần sắc của anh Mạc Minh không? Rất là tươi luôn. Dạ. Không biết là do dùng nhiều rượu hay là do cái thời tiết của Hà Giang nó đẹp nữa. Dạ. kiểu nhìn phơi phới luôn các bạn ạ. À. Chắc là nhờ anh Minh góp rượu đi. Nhưng mà phải nói là sau một năm gặp lại ấy, thì Mạc Minh thực sự là nhìn rất là trẻ. Trẻ khỏe. Do đúng rồi, béo hơn đúng không? Do khả năng là uống rượu và kháu vài lèng nhiều nên là nó phá tướng. Có khi nó bắt đầu có rồng con rồi nhưng đang giấu. À. Có chứ. Anh Thành có hay là cậu An có rồng công chúa rồng chưa? Đấy, chưa. Anh An có công chúa rồng. Dạ, đấy là bé là 4 tháng rồi. Chưa khoe. Dạ. Thế thôi em xin phép là chúc mừng sức khỏe các anh. Chúc mừng năm mới các bạn nhá. Hôm nay mời mọi người. Mời cả nhà nhá. Hôm nay theo lịch Tú là nghỉ, anh An là làm việc. Ủa anh Tú là mới nghỉ hôm nay mà ta? À quên, hôm nay là Tú phải nghỉ cái này. Hôm nay làm việc cái kia kìa. À không, cái này là nó tối là uống nước là nó hết rồi anh ạ. Không, với mình chỉ thôn Hạ Thành với lại khu vực này thì Tú cứ uống thoải mái đi em. Không, hôm nay anh uống đi, ngày mai em cứ uống thoải mái đi. Mục tiêu em chuyến đi lần này là muốn chia sẻ trải nghiệm về những cung đường đèo đến khán giả. À không, cái rượu này thì ok. Rượu này không có nồng độ cồn. Không, nhấp vui thôi, vì tí nữa lái xe về nữa nhá. Kiểu anh ơi nghiên cứu rất là nguyên tắc. Cái này anh em mình hôm qua rồi. Hôm qua là anh Tú đã dành hết sự thèm bia để uống cái bia Camel rồi. Và ngày hôm nay là không lái xe từ Hà Nội lên Hà Giang mà do anh An lái. Nên là tối ngày hôm nay mặc dù là cũng khá là muốn thử cái kháo bài lèng nhưng không dám thử. Tại vì ngày mai lại tới ca của anh Tú lái rồi. Tới ca rồi. Nó phải đúng ca. Đây em mời anh Mạc Minh. Thôi mời cả nhà nhé. Chia sẻ với cả Thành với cả Mạc Minh là anh em anh đi trong cái chuyến hành trình ấy thì là hỗ trợ nhau trong việc lái xe từ trong đó ra. Thế thành ra là mỗi anh em là sẽ có một lượt. Hôm nay anh uống thì Tú nghỉ. Đấy. Thế thì hôm nay anh cứ thay mặt anh uống double bù cho anh Tú không, thôi. Cái này là bây giờ là thế này. Mình sẽ cầm đây, ngày mai mình uống bù. Ok. Mà hôm nay cũng là một cái duyên nha anh Mạc Minh. Tại vì trước khi mà mình vào quán này thì bạn Diễm cũng có nói với em là ngày hôm nay cũng là ngày mà đơn kháo vài lèng ở Sài Gòn bán khá là nhiều. Phải nói thực sự là không phải ngày nào kháo vài lèng bán cũng nhiều, nhưng mà riêng ngày hôm nay là bán đặc biệt nhiều luôn. Bình thường nha, là nếu mà kháo vài lèng, tại vì đôi khi là Diễm không có đi quay á, mình cũng không có nói nhiều về cái rượu á, thì mọi người một ngày trung bình thì chắc tầm khoảng cỡ 4-5-6 gói. Hôm nay lại không biết sao em vừa mới chia sẻ luôn là ngày mình về Hà Giang thì phải là cái rượu kháo vài lèng mà cái gói lớn là bùng nổ đơn luôn. Đó, trùng hợp thật á. Còn đây là cái củ dừa của Phan Diễm, thì các bạn tới Hạ Thành Quán thì có thể gọi món xào hay nấu canh thì đều có nha các bạn. Anh Thắng thì cũng có nhập củ dừa của Phan Diễm. Anh Diễm thử xem là xào ở Hạ Thành Quán nó khác xào ở Sài Gòn không? Anh đầu bếp đã xào đã lên tay luôn rồi á. Không bị khô nha. Vừa ăn. Xào với bộ lòng mề của vịt cổ xanh đấy. Giòn giòn. Ăn nó sật sật. Giòn. Ngon. Hôm nào mà em... anh tài trợ rất là nhiều, anh cho em mượn cái chai nhỏ nha. Dạ vâng. Cái khấu vài làng rất là nhiều người muốn xin thêm cái chai này nè. Nên bây giờ anh tài trợ sao mà mua một ký củ dừa để em tặng cây rượu này là cũng hợp lý đó. Vâng, quá nhờ. Quá hợp lý luôn đấy. Vâng, quá hợp lý. Em mời Phan Diễm chén rượu nhé. Thế là năm nay cái dịp đầu năm anh em mình gặp nhau là mình và Diễm là sẽ làm sao đó mà xin anh Mạc Minh là thay vì tặng một chai tặng hai chai. Vâng vâng, này với họ nói chuyện lại như khó lắm các bạn ạ. Vâng. Chúc sức khỏe anh nha. Vâng, chúc khỏe. Hết ly đi sao anh? Hết ly nhá. Dạ. Vâng. Em là bia Camel uống được nhưng mà rượu là vẫn tốt nha các bạn. Dạ vâng. Rồi chúc sức khỏe Thành em nào. Lâu rồi. Năm mới hy vọng là trở thái nhiều thành công nhá. Em xin đi dịch đi nha. Mình cho vịt vào đi. Vâng. Mình cho vào nha. Vịt tươi rói à. Nhìn ngon quá ha, nhìn cái da nó này ngon, với cả cái thịt nó đỏ nhiều. Thịt nó tươi ngon, tươi ngon. Ở đây là vịt suối, tại vì lúc nào nó nằm ở suối quanh bản, quanh làng. Đúng rồi. Trời ơi cái lát thịt này
Em xin phép là em ở thêm thành phố mấy ngày nữa nha. Ăn khi nào hết món ngon của Hạ Thành Quán thì thôi. Dạ rồi. Nhiều đồ rồi, mình để từ từ cho nó chín. Chúng ta sẽ ăn món này. Cái món gỏi cá bỗng này á, về Hạ Thành thì Diễm đã chia sẻ với các bạn rất là nhiều là hình như nhà nào cũng sẽ có một cái ao để nuôi con cá bỗng này anh ha. Mà kiểu là khách quý hoặc là nhiều khi năn nỉ lắm là mới bán hoặc là nha các bạn, không phải lúc nào cũng có đâu. Có những con cá bỗng nó lên đến 20 năm. Nó sống ở trong cái ao đấy lên đến 20 năm. Bây giờ thì 20 năm thì nó cũng không quá to đâu nhá, nó cũng chỉ được khoảng 5-6 cân. Tranh thủ ăn thôi. À, bây giờ ai đi du lịch khi tới với Hạ Thành là thôn Hạ Thành này là cũng muốn ăn một con cá bỗng. Nên là cái số lượng cá càng ngày nó càng hiếm đi nha. Nuôi thì lâu mà. Nuôi thì lâu lớn. Để to đây ăn. Nuôi rất là lâu luôn. Em xin cái lá dổi nha. Đây là lá dổi nước anh. Rất là xẻ luôn. Đăng Minh ơi. Dạ vâng, em xin nhà cũng khác các bạn ạ. Hôm nay là nhà hàng đang có tiệc đúng không em? Nên là có một đoàn khách đang có tiệc nên là mở nhạc tưng bừng luôn. Đây là món gà nướng hả? Ui, ui, ui gà bản này. Cho gà này ăn với xôi cũng ngon nữa. Em mới nướng xong. Đang thử miếng đầu tiên rồi, Thành ngon lắm, Diêm ơi. Không đến Hà Thành thì phải ăn mấy cái món gỏi cá lá anh ạ. Đây ngon. À cái lá này ạ. Đây. Lá bên này có này. Thường là mọi người sẽ gói nó vào cái lá dổi nước chứ không phải là lá tía tô hay là lá cải này kia. Cái cá này mà để làm mà cắt lá thế này là cũng là nghệ thuật đấy. Để em cùng cho anh Tú xe đầu kéo vlog à. À đây. Đấy, vâng. Em mời anh nhá. Rồi rồi, cảm ơn mình nhá. Vâng. Cái này chấm với nước nào mình? Cái này thì mình có thể chấm với xì dầu hoặc chấm với nước chanh này. À đấy à. Rất là ngon. Thế còn cái nước này à. Vâng. Ai thích wasabi thì cho wasabi vào. Vâng. Đấy, em mà xin phép phải chấm nước tương đây trước. Vâng. Có wasabi gì không? Em chưa dám mở. Em rõ ràng là ăn này nó cũng nó có cái hương vị nó khác mà nó rất là đặc trưng so với cái việc mình đi ăn cá hồi đúng không? Tại vì cái cá này nó dai, nó cá hồi của chúng ta nó mềm đúng không? Cá này thì nó dai và nó ngọt. Nó ngọt thật. Kiểu ăn nó hơi giòn giòn á. Nhưng mà em nghe nói là mấy ngày vừa rồi là Hà Giang là cũng lạnh lắm đúng không anh? Nó khoảng ban đêm khoảng 16 độ. Mà ban ngày khoảng 22 độ. Không, mình thật sự ấn tượng với cái lá rồi. Nếu mà mình lên Mèo Vạc thì sẽ lạnh. Dạ. Ấn tượng với lá rồi. Này quấn cá suối rồi xong rồi bây giờ quấn. Phải nói là từ năm ngoái cho tới năm nay ấy, là anh em mình chưa quay lại đây. Nhưng mà thưởng thức cái món gỏi cá này thực sự rất là ngon các bạn. Đỉnh luôn ấy. Ngoài cái phần gỏi cá ra thì cái đầu cái đuôi mà mình nấu canh măng cũng rất là ngon luôn. Tuyệt vời luôn. Đây. Đây. Một con cá thì mình sẽ làm được khoảng 5 món. Ừ. Combo 5 món anh hả? Nhưng mà em thấy cứ làm cái kiểu sashimi cá bỗng này là ok này. Cái hay của nó là bên cạnh kiểu như là cá nuôi dân dã xong rồi mình ăn như kiểu là rổi rừng như này. Nó ăn vị thuốc rồi nó. Cái lá rổi thôi. Không có lá rổi thì chúng ta ăn lá nhộn. Lá nhộn. Đúng rồi. Vâng. Cái lá nhộn này hình như mình cũng ăn một vài lần rồi nhưng mà chua chát chát. Đôi khi mình cứ hay nhầm với lá rổi. Cái lá nhộn ăn nó còn đặc trưng hơn cả lá rổi. Cái lá này là làm chấm chéo là có sử dụng cái lá này nè các bạn này. Anh này hả? À đây à. Dạ. Bữa em nghe anh Hải nói vậy. Em ăn đấy hơi như bị mắc khén nha ăn nhỉ. Hơi tự tưởng bị mắc khén. Cái vị hạt rổi. Vị hạt rổi mắc khén. Vị hạt rổi hay mắc khén. Hạt rổi mắc khén. Nó tự tựa hay vị đấy. Đây. Mọi người ăn đi xong em sẽ xé cái cá này ra này. Ui. Cái thịt cá, con cá bỗng này là có làm một nửa là mình thấy đã làm sashimi, còn lại là nướng này, cái thịt đó này. Có ai thích ăn xương không ạ? Được anh còn, người. Hỏi ai thích ăn xương không, hỏi ai biết luôn. Đây. Đây, em vẽ cái cá này ra nha. Cho em nữa. Cái này mà mình nhồi với xôi cũng ngon. Cái da nó giòn lắm, da cũng ngon. Mà thịt cá bỗng nướng này thì ăn với xôi thì tuyệt vời luôn. Cá này có cái vị riêng, ăn thích lắm. Em vẫn nhớ là mấy lần đi về về Hạ Thành, khu vực Hạ Thành thì đều được anh Minh ấy, anh dẫn đi khám phá bản làng ở đây.
Ai này để ăn ăn xương thế. Em kêu thế thôi chứ. Không, cái này rất là ngon luôn đấy. Đây em ơi. Cái cảm này ơn em. Mọi người nhồi cái xôi ấy xong nhét cái cá vào nó rất là ngon nha. Anh đang làm đây. Để đúng rồi. Này. Đó. Thế này phải như anh Tú làm ấy. Đấy. Anh làm kiểu này đó. Tú ơi, thạo phết à. Đầu em tự nghĩ ra thôi ấy. Kiểu mình hay ăn xôi nên là mình nghĩ ra. Nên mình đi vùng cao nhiều ấy. Nhưng mà đấy. Phải nói là nhà hàng Hạ Thành Quán họ đổ xôi rất là ngon luôn nha. Họ làm xôi rất là khô ráo mà kiểu ngon ấy. Ừ, xôi ngon đó. Đây, ra ngoài này thì các bạn có thể ăn xôi thì ăn với thịt gà cũng được. Hoặc không là mình nắm xôi xong rồi làm cho nó hơi dẹt dẹt vậy nè. Cho cá vào cũng ngon lắm. Thịt cá vào. Mọi người cẩn thận nha. Cái loại cá này thì nó sẽ có hơi xương một tí. Đây vẫn là gỏi. Gỏi xôi cá. Gỏi xôi cá. Quấn. Đấy. Xong rồi nắm lại. Anh Dũng là thích cái này lắm. Anh nghĩ là phải có một tí mè ha. Mè vào không, có một tí muối vừng vào. Đây, muối vừng đấy. Trong đấy. Em gọi là mè đấy. Đây cho anh Dũng này. Cảm ơn bạn Diễm nha. Không ngon. Nãy giờ là cũng khá là đói đấy các bạn, nhưng mà do là mình cầm máy quay nên là cũng chưa thưởng thức được món gì. Mời các bạn nha. Ngon không? Quá ngon. Xôi ngon. Xôi dẻo, thơm lắm. Đây, còn cái này. Xôi tuyệt vời. Nên lúc cá này, dai ngọt nữa. Khi mà về đây là có rất là nhiều yếu tố cộng hưởng ha. Vì mới nói là mình về với Hà Giang là kiểu cũng vào cảm giác như là nhà ấy. Kiểu cảm giác không có bị xa lạ các bạn ạ. Ừ. Em mời rất cảm ơn người nha. Ừ. Em mời anh Tú sẽ kéo về lớp này. Anh ăn dĩa rồi, mời anh sẽ phía Tây Bắc. Sức khỏe nha. Minh là sang năm mới không những đẹp trai hơn mà còn khéo miệng hơn. Đúng không? Thấy kiểu thần sắc rạng ngời các bạn. Và đặc biệt là được ngồi cùng anh Tú xe đầu kéo vlog. Đợt vừa rồi là anh bây giờ chỉ dám ngửi rượu. Anh cứ mạnh dạn đi anh. Đợt vừa rồi là anh Mạc Minh là cũng đồng hành với lại anh Thắng là đi lên trên Mèo Vàng đúng không anh? Dạ vâng. Đó là ngày mai là mình cũng sẽ lên Mèo Vàng đúng không anh Dũng? Ngày mai mình lên Đồng Văn Mèo Vàng để gặp anh Thắng. Nên tượng Mèo Vạc thì chứng tỏ là bên cạnh cái việc mà đi khám phá, quay chắc phải có một cái mục đích nào đấy nữa đúng không? Dạ. Từ từ bật mí nữa. Thật ra cái này thì anh em mình từ năm ngoái đã có cái chương trình, nhưng mà sang đến năm nay thì khi mà Phạm Dũng trở ra ngoài phía Bắc và nhất là khu vực Đông Bắc thì sẽ thực hiện nốt cái ước nguyện đó, cái mong muốn đó, nên là cái đó thì quý khán giả có thể từ từ và xem ở trên kênh Phạm Dũng. Đây thôi em xin phép là lâu quá mới gặp các anh thì nhà hàng không có gì, xin mời các anh là mọi người miếng thịt gà nướng. Anh cảm ơn. Ăn với xôi. Rồi. Tại vì hiện nay là anh trai em thì không có nhà nên mọi người cứ dùng tự nhiên nha. Đây mời anh Mạc Minh nha. Mời anh Tú. Rồi anh xin nha. Anh Tú hôm nay là không nhậu rồi chỉ ăn mồi rồi các bạn. Đúng rồi đấy, mình phá mồi thôi. Dũng sĩ diệt mồi. Chúng ta Diễm thấy ở Hạ Thành Quán các bạn thì có rất là nhiều món, nhưng mà đặc trưng là Diễm thấy một là cá, hai là gà, ba là vịt. Là các bạn gọi món nào từ ba cái nguyên liệu này thì đều ngon cả. Anh Dũng ăn miếng dao. Cảm ơn bạn Diễm nha. Cái này là gà nướng đấy. Ui cái mỡ này bạn Diễm này. Dày ha. Này phải kèm với một chút xôi nữa cho mình nha. Xin một chút xôi để nó đỡ ngậy. Anh ăn kiểu này được không Dũng? Kiểu đó là quá chuẩn rồi. Xôi và thịt gà. Mời các bạn nha. Cái mỡ gà nó béo ngậy không? Ngon ha. Gà mới xôi là phải ăn bằng tay. Nó mới chuẩn. Ngon quá. Nhớ anh Hải Camel á. Thịt gà xôi lết. Nhưng mà Hà Giang thời điểm bây giờ thì có gì đặc biệt là cái đào nó còn không anh Thành hả? Đào thì anh nghĩ là hiện tại bây giờ đang bắt đầu khai dần, nhưng bắt đầu chớm vào mùa hoa gạo nở. Hoa gạo à? Đúng rồi.
bắt đầu đi từ Yên Minh là bắt đầu hoa gạo sẽ rất là nhiều. Và thực ra trên cái cung đường mà lên đến Mèo Vạc là hoa gạo nhiều lắm. Hoa gạo này. Đó. Hoa mơ, hoa mận thì nở hết rồi. Đào thì cách đây đúng 4 ngày anh đi thì vẫn đang bung. Hai vợ chồng anh đi. Em đi chắc rủi luôn quá. Ngày hôm nay trên đường em đi từ Hà Nội lên đây là cũng gặp khá là nhiều cây hoa gạo. Nhưng mà ở phía dưới thì hình như nó đã tàn khoảng 1/3 cây hoặc là một nửa cây rồi. Nhưng mà hy vọng là lên trên hướng Đồng Văn, Mèo Vạc thì hoa gạo vẫn còn tươi. Tại vì là bà Diễm chưa bao giờ trực tiếp nhìn ngắm hoa gạo ngoài đời cả. Em nhớ ngày xưa mình học sách giáo khoa nha. Là có cái bài mà có bức tranh mà vẽ cây hoa gạo xong rồi ở làng quê á. Là thật ra trong Nam em không biết là chính xác có không, nhưng mà tại nhà quê em thì là không có. Nên là thường là cái ấn tượng về cây hoa gạo là Diễm được biết là trong sách giáo khoa thôi. Anh Dũng bảo là bất hạnh tuổi thơ. Tại vì thường là ngoài Bắc mới là nhiều đúng không anh Dũng? Đúng rồi, mỗi miền nó có một cái loại cây đặc trưng riêng. Thì mình nghĩ rằng cái cây hoa gạo nó đặc trưng ở ngoài này hơn. Mà mỗi năm mà nhìn thấy cái mùa hoa gạo là cái cảm xúc nó cũng lâng lâng khó tả lắm mà. Mà thường là tháng 3 đúng không anh? Đối với trẻ con ở ngoài Bắc, đặc biệt cái thế hệ 89 90 ngày xưa ấy là hay dùng cái cánh hoa gạo để ăn. Ăn được ăn cái cánh hoa gạo xào luôn ấy. Còn xào cũng ăn ngon. Một bông hoa gạo thì nó có 4 đến 5 cánh ạ. À, trẻ con thì hay như ngày xưa bọn mình còn nhỏ thì là bọn mình sẽ hay là kiểu tìm ở gốc xem mà còn cái bông nào nó vừa rơi xuống nó tươi nha. Ăn chấm muối ăn. Cái hoa gạo ấy thì nó hơi chát chát một chút, hơi chua chua một chút. Đấy, đặc điểm ở cái làng quê Bắc Bộ thì hầu như ở tỉnh nào ở Bắc Bộ đều có cây gạo. Mà để nói như anh ấy, bản thân anh là cái một cậu bé chăn trâu cắt cỏ. Đấy thì là đi ra những cái gốc gạo là có thể là đánh bi này, đánh đáo này, rồi là chơi quanh cái gốc gạo, sau đó là ăn luôn cái hoa gạo đấy. Trong em là hoa phượng. Rất là vui luôn. Cũng ăn được. Hôm nay anh Dũng nói một câu mà Diễm nghĩ Diễm cũng vừa buồn cười, nhưng mà nó cũng đúng. Diễm bảo là nếu mà mình không quen Phạm Dũng thì làm sao được biết được bác canh rau đây cà pháo, làm sao biết được là ruộng Tây Bắc bậc thang, là làm gì biết cây hoa gạo. Cũng hợp lý. Khi là mình chọc bạn Diễm thôi, nhưng mà cái gì cũng là cái duyên. Chắc là mình cho những nguyên liệu còn lại của nồi lẩu vào đi, để mình tranh thủ mình thưởng thức. Nhưng mà Diễm cứ đang ăn cái dĩa thịt gà, phải nói là gà ở Hà Thành Quán rất là ngon. Thực ra là nãy giờ mình quay ấy, mà mình cứ lo là cái nhạc ở bên kia nó sẽ làm cho mọi người không xem được clip này vì bản quyền âm nhạc. Nhưng mà mong là không sao. Đây. Cho hết vào đi. Đây, đậu hũ nữa. Cái dĩa đậu hũ này, này mày giống như chưng với nước tương là cũng ngon ấy. Đậu hũ thịt bằm mày nha nè. Chuẩn luôn. Anh ơi, lên chai hả? Vâng. Em cho anh biết là em chơi rất là đẹp luôn. Là khi mà anh Mạc Minh nói là lên chai mới mà trong ly Diễm còn là Diễm đã uống hết ly rồi, nên em nghĩ là trước khi lên chai mới ai còn uống hết. Nó mới đồng đều đúng không anh? Vậy anh em mình lên món mới là phải lên chai mới. Em cũng vừa hết. Đây. Anh đừng ngồi định ăn gian nha. Anh cũng là thôi xí xóa. Vâng. Không hay mà ăn gian thì nhân tiện là đang có anh Mạc Minh ở đây thì chắc là nhờ anh Mạc Minh chia sẻ là một chút về cái công dụng của cái kháo vải lèng này để ai mà chưa xem lần nào thì có thể hiểu thêm. Dạ vâng, cái công dụng rất là tốt cho sức khỏe, đặc biệt là đối với đàn ông ấy, nó giúp cho anh em mình là người ngủ này, ngủ thức cả đêm này. Đấy, cả đêm mà cày dai như điểm mà khỏe như châu rừng này. Đấy, dùng bổ dương bổ sức khỏe. Đặc biệt rằng là đối với các anh nam giới những tầm tuổi 35-40 trở đi này, hay đau lưng mỏi gối thì dùng rất hiệu quả. Đấy. Khi đau lưng mỏi gối cũng dùng được. Vâng, khi lưng gối nó khỏe khoắn thì cái món kia mới tốt được. Thế thì anh ơi, nhưng mà rất là nhiều khán giả kênh em hỏi là khi mua về thì mọi người muốn nhờ cái tư vấn là sử dụng cái rượu như thế nào là để ngâm mà tốt nhất anh? Dạ, thường thường thì mình sẽ dùng, ở đây là mình có cơ bản là một túi gồm có 3 thang. Thì một túi đó ngâm với 7 lít rượu trắng cho tất cả vào ngâm chung. Còn 5 thang nồng, nồng độ là 3, rượu là 32 đến 35 độ. Còn 5 thang thì cũng như vậy ạ. Nồng độ rượu 32 đến 35 độ. Đấy, ngâm thì với 10 lít rượu với túi đặc biệt túi 5 thang. Đấy, ngâm trong 1 tháng có thể dùng dần đi được rồi. Thì các bác cứ an tâm đi, quá trình túi nào hạn thì có một cái chai tặng kèm. Thế một chai đó sẽ được dùng trải nghiệm đầu tiên. Thì các bác sẽ cảm thấy cái hiệu quả đầu tiên. Là...
Sau clip này mà nhớ như là khán giả kênh Phạm Dũng mà một gói rượu mà tặng kèm hai chai thì tốt quá. Vâng, hy vọng là cái đợt tới là cái củ dừa thì các bác có thể liên hệ Phan Diếm mua củ dừa. Một ký là tặng bao nhiêu rượu ạ? Một ký là hai chai rượu chẳng hạn nhờ. Cái này là tự anh nói nhỉ? Có suy nghĩ lại không? Suy nghĩ lại nha. Ông quyết định vậy nhỉ? Ồ, thôi cái này để Diễm xác nhận lại sao? Dạ. Sợ là nói sai mai nói lại nha, nhảy dâu thì mệt lắm. Khi mà Diễm đang cầm chai rượu này trên tay thì thực sự là Diễm muốn chia sẻ với các bạn là mình cũng rất vui, ví dụ như riêng với dòng bia Camel, em cảm ơn. Riêng với dòng bia Camel là sẽ giúp cho các bạn là tiếp đãi khách khứa bạn bè là say tức thời. Nhưng riêng với dòng rượu này thì sẽ mang giá trị là về bồi bổ sức khỏe, về cái gì anh? Là sinh lý, sinh lý, vấn đề sinh lý, nói chung là về xương khớp, về giá trị lâu dài. Muốn mà nhậu xịn tức thời thì dùng bia, còn mà kiểu như bồi bổ lâu dài thì dùng rượu. Đấy, nên dòng nào thì Diễm cũng có nha các bạn. Đó, thế anh em mình ngon ly này đi. Thôi mà mình cũng chỉ hưởng ứng thôi. Em chúc sức khỏe mọi người và đặc biệt là chúc cho công ty dược của mình là năm nay sẽ có thêm nhiều sản phẩm để nhưng mà bạn cho Minh bà ơi. Con có thêm những cái sản phẩm mà tốt cho sức khỏe anh ha. Hô cái cho máu. Một, hai, ba, dô. Hai, ba, dô. Hai, ba, uống. Bao nhiêu? Hết. Nhưng mà dô này anh uống hại quá. Anh Tú không uống là anh Tú hỏi bao nhiêu. Mình hỏi hộ. Vâng. Lâu rồi đi cũng rất là nhớ anh Hải các bạn ơi. Ngồi đây ăn nhưng mà anh em vui gì nhưng mà thiếu bạn nhậu. Anh Hải là bây giờ đang ở Tây Tạng rồi. Cái này là canh gì vậy anh? Cái bát canh này đắng, rất là đặc biệt luôn. Canh đắng dê. Canh đắng. Khi chúng ta uống rượu thì cái này có phải là pi không? Để nó sẽ đưa uống rượu. Nhưng mà nó sẽ tỉnh rượu. Tại vì trong cái một số cái ta loại uống lá thì ta trong... cần say mà anh uống còn cần giải rượu. Nhưng mà em trước khi em say em sẽ uống được nhiều rượu hơn. Uống là nó được nhiều thưởng thức cái món này. Em có say rượu đâu mà phải lo uống. À không, cái này nó rất là tốt luôn đấy chú. Nhưng mà bỉa dê thì cũng gọi là đặc sản của bà con mình ở đây đúng không? Cái món của bà con. Em thử ăn đi, xong rồi em đánh giá xem ngon đó. Đây này. Anh Thành vừa mới cho Diễm một bát bỉa. Bỉa dê. Cái này mình không có thấy bị mùi gì nhỉ? Mời cả nhà nha. Thơm cái vị lá. Ngon lắm. Kiểu nó mình thì có cũng, bị đắng nhẹ thôi. Rồi. Mình thì cũng không thích bịa lắm đâu nhưng mà thấy nó cũng dễ sử dụng. Thì ra là em nghĩ là khi mà chế biến ở trong quán này thì anh Thắng cũng giảm cái đúng rồi. Cái độ đậm đặc của cái bịa rồi. Nên là mình nhìn cái bát canh nó cũng khá là bình thường so với các loại canh rau đắng. Nó không có bị sệt sệt như là mọi người hay ăn hay là mình hay xem trên mạng. Chắc là sử dụng một ít đoạn ở trên. Đúng rồi. Đúng không anh? Theo cái kinh nghiệm mà ăn bịa của anh ấy, nói thật là anh cũng thích rất thích ăn bịa nhưng mà cái này thì cải tiến nhiều lắm rồi. Cải tiến đúng không anh? Để nó phù hợp với khách du lịch. Đúng rồi. An toàn thực phẩm thì mình mới làm. Chứ không phải là cứ kiểu như bà con được đâu. Ngon mà. Ngon đấy. Thật sự đấy. Ngon mà. Ngon. Dễ ăn mà. Do nó có vị đắng đắng. Vị đắng nhẹ. Đắng mà không ngọt. 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 Bảo sợ nhưng mà bát hết trước. Thực ra là nó phù hợp là sau khi mình uống rượu. Ăn cái bát canh này mình nghĩ rất là hợp. Đúng rồi. Ôi, đã quá. Mà em nghĩ là ăn bịa rồi là phải thử luôn cả. Cái này cũng là đặc sản của Hạ Thành Quán này. Món rau rừng. Cái lá rau rừng này. Vâng, rau rừng tổng hợp. Bà con đi chăn trâu xong là đã nhặt ở trong rừng ấy. Anh Tú thử đi, ngon lắm. Anh vừa ăn mấy gắp rồi đấy. Tại anh ngồi gần ấy. Vâng. Cái này là mình cũng ăn món này bắp gỏi ở đây, ngon quá. Cái gỏi rau dớn của mình. À vâng, cái này rau dớn. Rau dớn này. Ở quán Hạ Thành, quán này là làm gỏi cũng rất là ngon. Lần trước anh lên là ăn gỏi rau dớn. Năm nay mình gặp lại anh Thắng là sẽ rất là nhiều điều đặc biệt đó. Đặc biệt là anh Thắng là vừa mới sắm một em xế yêu các bạn ạ. À, anh được đi rồi nhá. Em không anh? Em được đi à? Ôi, đi rồi. Cũng được đi rồi. Luôn. Tuyệt vời luôn này. Vâng. Nó cân bằng. Tụi em với anh Dũng với anh Hải là đợt coi khi mà nói chuyện với anh Thắng thì rủ anh Thắng là mua con Ford XRZ để ba anh em là cùng đi chung luôn nhưng mà không chịu. Anh mua xe Everest. Nó có cái hay đấy. Chắc là từ giờ đến giữa năm là mình đuổi xe nhưng mà mình đang định hướng đến một con xe khác cao cấp hơn một tí. Mày bắt có... hả? Không. Cao cấp hơn một chút so với Everest nhưng mình đang nghĩ lại sau khi đi con xe của anh Thắng. Cảm giác là nó đủ nhu cầu luôn. Đủ và đặc biệt là tại vì anh em mình thì hay đi miền núi. Nó cảm giác cái đấy gầm cao. Anh đi xe với em chưa?
Còn lấy gầm cao. Thế thì mai trải nghiệm em dẫn anh đi luôn rồi coi anh suy nghĩ lại có nên mua xe nào. Em báo cho anh nãy giờ em chưa mời anh Thành nè. Đặc biệt là khi mà nghe lý do là giữa năm nay là anh đổi xe là phải chúc mừng anh. Đổi xe để lại xe cũ cho anh á. Chúc sức khỏe cho em gửi lời hỏi thăm chị luôn. Từ hôm sau đám hỏi thì hôm nay là Diễm mới gặp lại anh Thành các bạn. Mày nói là đó là trân quý tình cảm của mọi người luôn. Dạ. À, vợ của em thì là rất là thương mến Diễm. Đó. À. Và cái ngày cưới, cái hôm cưới là... Hôm hỏi anh, cưới chuẩn bị đấy. Hôm hỏi là đòi vào bằng được cùng đó. Đòi vào bằng được. Nhất định là kiểu gì cũng phải vào bằng được. Hay là theo giữ anh ta. Thôi nhưng mà cảm ơn anh chị rất là nhiều. Mình sẽ còn nhiều dịp để đồng hành cùng anh chị ở Hà Giang để quay video chia sẻ với các bạn. Nhưng mà cái quan trọng là sẽ chờ ngày đám cưới nữa các bạn, để mời mọi người vào chơi tiếp. Đặc biệt là không thể thiếu thầy Mạc Minh. Cảm ơn. Tài trợ rượu cho đám cưới nhỉ. Cảm ơn. Ờ hả. Thôi chưa xong được đám hỏi. Tài trợ là 100 lít rượu cho đám cưới luôn nhé. Vâng, nhất trí. Cảm ơn. Quá đã. 100 lít rượu đủ. Cái lẩu này chắc là cũng ăn được rồi đấy. Em thêm nước không? Em thêm nước không? Ngon nhờ? Ngon quá nhờ. Em cảm giác giống như là cái nồi lẩu này là nồi lẩu để bồi bổ á. Trong này có kỷ tử nha, có táo đỏ nữa. Xong rồi có cả rau củ quả nữa nè. Cái thịt da con vịt này bây giờ nó vang ươm mình. Diễm ơi, anh không chờ đợi được lâu đâu. Anh ăn củ ăn thịt. Anh ăn thịt. Thôi cho anh miếng thịt rồi này. Thêm miếng đậu luôn. Tí nữa để cho Dũng ăn rau ăn cỏ thôi. Để anh ăn thịt. Anh ăn nói đúng rồi, nãy giờ là em đang chờ để nhúng cái rau đậu Hà Lan vào. Đó. Ngon quá nhờ. Ngon nhờ. Thêm tí nước là ngon cực kỳ luôn. Tuyệt vời. Cho anh thêm củ khoai lang nhé, nhớ. Anh chỉ ăn khoai lang thôi hả? Ngon quá. À, anh Thành là còn làm thêm bát bĩa thứ hai nữa. Đến thì anh Thắng là mình rất là thích ăn món này. Anh Dũng cho Diễm xin dĩa rau nha. Đó. Ngày hôm nay là anh em mình vừa được ăn ngon mà lại vừa được hưởng cái khung cảnh đẹp của làng này. Đúng rồi. Rồi cái không khí mát mẻ của Hà Giang mà đồ không quá lạnh. Đây là rau gì đây? Cái đọt này hả anh? Đọt này quen quen, ta phải đọt chạy không anh? Đọt dớn hả? Không phải luôn. Cái gì anh? Đợt mà ngũ gia vị gọi là ngũ gia vị. Nhưng mà riêng với em nha, em ra ngoài này em thích nhất là cái đọt Hà Lan này nè. Vâng. Đó. Cái này nấu cạnh luôn rồi, nhúng lẩu là hết sảy con bà bảy luôn á. Cái đậu Hà Lan này mình nhúng vừa chín tới ăn nó ngọt lắm. Đúng rồi, rất là ngọt luôn. Đúng rồi. Hoặc là không thì tháng 10, tháng 11 thì có cái món đó là cái đọt hoa tam giác mạch. Tam giác mạch. Khi mà ngồi đây có anh Tú này, mình vẫn nói là thật sự là Diễm có cái duyên rất là lớn với Hà Giang. Ngày xưa lần đầu tiên mình định đi Hà Giang á là lẽ ra là có anh Tú. Nhưng mà anh Tú là gia đình có việc nên là anh Tú về. Lúc đó Diễm đồng hành cùng với anh Hà này, rồi anh Hòa, họ Huế và anh Cua. Ngày em được ăn một cái nồi mà gà đen nấu với đọt cái ngọn hoa tam giác mạch rồi khoai lang rồi bắp á, em nhớ hoài luôn. Mình nghĩ không biết khi nào mình mới có dịp là trở về Hà Giang, nhưng không nghĩ là 2 năm vừa rồi đi Hà Giang liên tục. Đi mà kiểu là tự nhiên mình thấy mình quay lại quá nhanh. Ăn hết cả cái vườn tam giác mạch nhà người ta. Nhưng mà cái đọt này là phải tranh thủ, là phải vớt ra mọi người tranh thủ nha, không mà nó mềm quá nó mất ngon á. Anh phải tranh thủ nhờ. Nếm thử cái nước lẩu. Ngon rồi. À, thằng Dũng là đứng đây là nuốt nước miếng rồi đấy. Cái vị ngoài này nó hơi chua chua nhẹ một tí. Đúng rồi, nó đúng có rồi. Vị chua đấy. Nhà anh Thắng là rất là tâm lý nhá. Vâng. Cái rau mà em vừa nói ấy, nó chua chua nhẹ, nó thích hợp cho phụ nữ. Nhưng cái rau rau bì ấy, là nó đắng và nó ngọt hậu. Lại hợp hợp với nam. Con trai thích. Như anh thì ví dụ như là anh hay thích ăn ngũ rau bì nhúng lẩu hoặc là ngũ rau bì xào với trứng. Đúng rồi, xào trứng ngon nhất. Trứng. Phải nói là với cái thời tiết này mà làm nồi lẩu thật là quá đã. Cái vịt này ngon lắm. Ngon lắm. Ui. Các bạn biết là khu vực này do là Tây Bắc thì có nổi tiếng nhất là kiểu Sapa, Lào Cai. Còn Đông Bắc thì Hà Giang. Thì mình may mắn là lại là quen hai người anh đặc biệt lớn ở Hà Giang với Lào Cai. Nên là cứ về Lào Cai với về Hà Giang là có món ăn ngon ở nhà hàng anh Hải Sao TV này. Còn về Hà Giang thì có Hạ Thanh Quán. Cảm giác cũng giống như anh An khi mà về với Thanh Hóa quê của Phạm Dũng ấy, là
như là được về nhà. Chính xác. Mỗi lần mình về Hà Giang là chỉ mong là được về với tới ngay thành phố và ghé khu vực Hạ Thành Quán để mình dạo một vòng rồi mình thưởng thức những món ăn ngon ở đây. Mấy giờ đây, cho em mượn cho được. Dạ. Nhiều bạn sẽ hỏi là sao kiểu cảm giác là Diễm uống được nhiều thế, nhưng mà Diễm chia sẻ với các bạn luôn là cái loại rượu này nó nghiêng về kiểu là bồi bổ cho sức khỏe nha các bạn, chứ không phải là kiểu giống như uống để say đâu, cho nên là mình rất là dễ uống, các bạn rất là dễ uống. Sẵn đây thì Diễm sẽ hỏi anh Mạnh Minh một tí là dạ, ngoài ví dụ như những người mà người ta không có thời gian ngâm rượu anh, thì có thể là kiểu mình sắc thuốc đúng không? Thôi sắc thuốc uống được ạ. Dạ. Nhưng mà quá trình được thầy truyền thì ngâm với rượu nó sẽ tốt cho sức khỏe hơn. Nhưng bây giờ thì quá trình đó thì mình còn vận hành máy móc thời xe còn đi lại, thế nên là các bác khi dùng nên dùng ban tối hoặc trước khi ngủ. Đấy, sáng hôm dùng thì 1 đến 2 ly nhỏ. Đấy, cái ly như mắt trâu này. Đó, sáng hôm sau mình vẫn lọc mình đi vâng, đi mình đi làm việc nó thoải mái hơn. Còn đối với anh em mình uống câu chuyện đây thì có vui, để bù vào sức khỏe thì không kể được lượng thoải mái ạ. Anh ơi, nhưng mà vấn đề là anh em bên này là hết ly rồi, nhưng mà ly của anh chưa hết. Thầy hôm nay em cảm thấy thầy ăn gian lắm nha. Cái này là phải lạnh hơn nữa thì mới hết nhanh được. Và với nhà văn Mạnh Cầm ấy nhỉ. Anh uống hết đi rồi em lại bật ra uống hết. Cái này nè các bạn, riêng với một gói rượu mà để tặng kèm nha. Đây một chai như thế này. Chai này tặng kèm là được ngâm ở trong hang đá đúng không anh? Đúng rồi. Cái này mình ngâm trong hang đá được hơn 1.5 đến 2 năm tuổi rồi. Thì sau đó mình chắt ra để mình các bác khi mua một cái túi thuốc khó bài lèng mình tặng kèm cho các bác trải nghiệm và thưởng thức đầu tiên. Thì sau bữa ăn này thì Diễm sẽ cố gắng ngồi nói chuyện lại em thương lượng xem là có tặng một gói tặng mấy chai này kia được không, thì Diễm sẽ thông báo lại với các bạn sau nha. Cái quan trọng trước khi mình kết thúc cái câu chuyện này đó là trên thị trường bây giờ có nhiều hàng giả của mình, của bạn Diễm hay là của anh Tú, thậm chí là khó bài lèng của anh Mạc Minh cũng có hàng giả rất là nhiều. Nên là một là các bạn tới cửa hàng của bạn Diễm tại Sài Gòn để mua, hai là các bạn gọi trực tiếp cho anh Mạc Minh. Thì gọi số nào anh Mạc Minh nhỉ? Số điện thoại là 0969 466 357. 0969 466 357. 0932 242 866. Và tất cả các sản phẩm của Nam Dược Mạc Minh khi gửi đến khách hàng đều được mở ra kiểm tra và check mã QR ở trên đây. Bây giờ hiện tại bây giờ là có tem chống hàng giả, các bác thực hiện cào cái lớp phủ cào ở trên tem chống hàng giả, sau đó check thông tin đầy đủ mới thanh toán tiền. Rất là uy tín và chuyên nghiệp, và nên là chỉ sợ là mọi người không kiểm tra cẩn thận thôi. Đúng rồi ạ. Cả nhà mà trong phía Nam thì không cần gọi Mạng Minh, cứ gọi cho Diễm là được. Đúng nha. Rồi. Và các bác này ở trong phía Nam thì hãy gọi cho Phan Diễm và số điện thoại. Dạ, số điện thoại em để sẵn màn hình lên. Mời mọi người nha. Mời cả nhà. Hôm nay là phải cảm ơn anh Thành cũng như là anh Mạc Minh rất là nhiều đã dành thời gian để cũng như là thay mặt anh Nguyễn Tất Thắng để tiếp đón anh em mình tại nhà hàng này cũng như là tại làng Hạ Thành. Thì mình cũng xin phép kết thúc clip ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong clip tiếp theo của anh em mình nha. Cảm ơn các bạn đã xem hết video nha. Còn sau đây là 30 giây quảng cáo dành cho hải sản Phan Diễm. Nếu mà các bạn yêu thương Phan Diễm thì hãy ủng hộ những mặt hàng của Phan Diễm để mình có thêm một tí kinh phí để đi quay những địa điểm ẩm thực, du lịch, chia sẻ với khán giả của kênh Phạm Dũng nha. Hiện tại thì Diễm đang có các mặt hàng như là củ hủ dừa sấy khô này, yến xào, bạch tuộc, bào ngư, cò sò điệp, hải sâm, vẹm, nói chung là rất là nhiều những cái mặt hàng mà cao cấp và bồi bổ cho sức khỏe. Nên là các bạn nhớ ủng hộ Phan Diễm. Khi mà đặt hàng thì các bạn gọi điện thoại cho Diễm qua số điện thoại là 0981128578. Và cửa hàng duy nhất của Phan Diễm tại thành phố Hồ Chí Minh là 89A Trần Văn Ơn, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú. Mình cùng với là Phạm Dũng rất là cảm ơn tất cả các bạn đã luôn đồng hành và ủng hộ mình cùng với anh Dũng nha.